Bài kinh số 19 kinh Song Tầm, Dvipa Vitakasutta Hai Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, xá vệ tại Jetavana, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathapindika cấp cô độc. Tại đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Chư tỷ kheo, thưa vân các tỷ kheo ấy phân đáp thế tôn, thế tôn thuyết giảng như sau: chư tỷ kheo, trước khi ta giác ngộ, khi chưa thành chánh giác và còn là bồ tát, ta suy nghĩ như sau: ta sống suy tư và chia hai suy tầm. chư tỷ kheo, phàm có dục tầm nào, sân tầm nào, hại tầm nào, ta phân thành phần thứ nhất. phàm có ly dục tầm nào, vô sân tầm nào, vô hại tầm nào, ta phân thành phần thứ hai. 207 Chư tỷ kheo Rồi ta sống không phóng vật Nhiệt tâm, tinh cần Khi dục tầm khởi lên Ta tuệ tri Dục tầm này khởi lên nơi ta Và dục tầm này đưa đến tự hại Đưa đến hại người Đưa đến hại cả hai Diệt trí tuệ Dự phần vào phiền não Không đưa đến niết bàn Chư tỷ kheo Khi ta suy si tư Dục tầm này đưa đến tự hại Dục tầm được biến mất Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, dục tầm đưa đến hại người, dục tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, dục tầm đưa đến hại cả hai, dục tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, dục tầm diệt trí tuệ, giữ phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn, dục tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, như vậy ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly và đoạn tận dục tầm. 208 Chư tỷ kheo, trong khi ta sống không phóng vật, nhiệt tâm, tinh cần. Khi sân tầm khởi lên, ta tuệ tri. Sân tầm này khởi lên nơi ta, và sân tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. diệt trí tuệ, dự phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, sân tầm này đưa đến tự hại, sân tầm được biến mất, Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, sân tầm đưa đến hại người, sân tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, sân tầm đưa đến hại cả hai, sân tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, sân tầm diệt trí tuệ, giữ phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn, sân tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, như vậy ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly và đoạn tận sân tầm chư tỷ kheo, trong khi ta sống không phóng vật, nhiệt tâm, tinh cần. Khi hại tầm khởi lên, ta tuệ tri, hại tầm này khởi lên nơi ta, và hại tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí tuệ, dự phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, hại tầm này đưa đến tự hại, hại tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, hại tầm đưa đến hại người, hại tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, hại tầm đưa đến hại cả hai, hại tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, hại tầm diệt trí tuệ, giữ phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn, hại tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, như vậy ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly và đoạn tận hại tầm. Chư tỷ kheo, tỷ kheo suy tư quán sát nhiều vấn đề gì thời tâm sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy chư tỷ kheo nếu tỷ kheo suy tư quán sát nhiều về dục tầm vị ấy tự bỏ ly dục tầm khi tâm đã nặng về dục tầm thời tâm vị ấy có khuynh hướng về dục tầm chư tỷ kheo nếu tỷ kheo suy tư quán sát nhiều về sân tầm vị ấy tự bỏ vô sân tầm khi tâm đã nặng về sân tầm thời tâm vị ấy có khuynh hướng về sân tầm. Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo suy tư quán sát nhiều về hại tầm, vị ấy tự bỏ vô hại tầm. Khi tâm đã đặt nặng về hại tầm, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về hại tầm. Chư tỷ kheo, ví như vào cuối tháng mùa mưa, về mùa thu, khi lúa đã trổ hạt, một người mục đồng chăn giữ bò, cầm roi đánh các con bò bên này, đánh bên kia, chế ngự chúng, ngăn chặn chúng, vì sao vậy? Chư tỷ kheo, vì người mục đồng thấy do nhân duyên này đưa đến sự chết, sự tù tội, sự đánh đập hay sự trách móc. Chư tỷ kheo, cũng vậy, ta đã thấy sự nguy hại, sự hạ liệt, sự uế nhiễm của các pháp bất thiện và thấy sự viễn ly, sự lợi ích, sự thanh tịnh của các thiện pháp. 209 Chư tỷ kheo, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, khi ly dục tầm khởi lên, ta tuệ tri như vậy. Lý dục tầm này khởi lên nơi ta, và lý dục tầm này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào phiền não, đưa đến niết bàn. Chưa Tỷ kheo, nếu ban đêm ta suy tư, quan sát về lý dục tầm, không phải từ nhân duyên ấy mà ta thấy sợ hãi. Chư Tỷ kheo, nếu ban ngày ta suy tư, quán sát về ly dục tầm, không phải từ nhân duyên ấy mà ta thấy sợ hãi. Chư tỷ kheo, nếu ban đêm, ban ngày, ta suy tư, quán sát về ly dục tầm, không phải từ nhân duyên ấy mà ta thấy sợ hãi. Và nếu ta suy tư, quán sát quá lâu, thân ta có thể mệt mỏi. Khi thân mệt mỏi thì tâm bị dao động. Khi tâm bị dao động thì tâm rất khó được định tĩnh. Chư tỷ kheo, rồi tự nội thân ta trấn an tâm, trấn tịnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Vì sao vậy? Vì để tâm ta khỏi dao động. 210. Chư tỷ kheo, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, khi vô sân tầm khởi lên, ta tuệ tri như vậy. Vô sân tầm này khởi lên nơi ta, và vô sân tầm này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không giữ phần vào phiền não, đưa đến niết bàn. Chư tỷ kheo, nếu ban đêm ta suy tư, quán sát về vô sân tầm, không phải từ nhân duyên ấy mà ta thấy sợ hãi. Chư tỷ kheo, nếu ban ngày ta suy tư, quán sát về vô sân tầm, không phải từ nhân duyên ấy mà ta thấy sợ hãi. Chư tỷ kheo, nếu ban đêm, ban ngày, ta suy tư, quán sát về vô sân tầm, không phải từ nhân duyên ấy mà ta thấy sợ hãi. Và nếu ta suy tư, quán sát quá lâu, thân ta có thể mệt mỏi. Khi thân mệt mỏi thì tâm bị dao động. Khi tâm bị dao động thì tâm rất khó được định tĩnh. Chưa tỷ kheo, rồi tự nội thân ta trấn an tâm, trấn tịnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Vì sao vậy? Vì để tâm ta khỏi dao động. Chư tỷ kheo, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, khi vô hại tầm khởi lên, ta tuệ tri như vậy. Vô hại tầm này khởi lên nơi ta, và vô hại tầm này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào phiền não, đưa đến niết bàn. Chư tỷ kheo, nếu ban đêm ta suy tư, quán sát về vô hại tầm, không phải từ nhân duyên ấy mà ta thấy sợ hãi. Chưa tỉ kheo, nếu ban ngày ta suy tư, quán sát về vô hại tầm, không phải từ nhân duyên ấy mà ta thấy sợ hãi. Chưa tỉ kheo, nếu ban đêm, ban ngày, ta suy tư, quán sát về vô hại tầm, không phải từ nhân duyên ấy mà ta thấy sợ hãi. Và nếu ta suy tư, quán sát quá lâu, thân ta có thể mệt mỏi. Khi thân mệt mỏi thì tâm bị dao động, khi tâm bị dao động thì tâm rất khó được định tĩnh chư tỷ kheo rồi tự nội thân ta trấn an tâm trấn tịnh tâm khiến được nhất tâm khiến thành định tĩnh vì sao vậy vì để tâm ta khỏi dao động chư tỷ kheo nếu vị tỷ kheo suy tư quán sát nhiều về vấn đề gì thời tâm sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy chư tỷ kheo nếu tỷ kheo suy tư quán sát nhiều về ly dục tầm vị ấy tự bỏ dục tầm khi tâm đã đặt nặng về ly dục tầm thời tâm vị ấy có khuynh hướng về ly dục tầm. Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo suy tư quán sát nhiều về vô sân tầm, vị ấy tự bỏ sân tầm. Khi tâm đã đặt nặng về vô sân tầm, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về vô sân tầm. Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo suy tư quán sát nhiều về bất hại tầm, vị ấy tự bỏ hại tầm. Khi tâm đã đặt nặng về bất hại tầm, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về bất hại tầm. Chư Tỷ kheo, ví như vào cuối tháng hè, khi tất cả lúa gạo đã cất vào kho thóc, một người mục đồng chăn giữ các con bò, khi người mục đồng ở dưới gốc cây hay ở ngoài trời, người ấy có thể nghĩ đến có việc cần phải làm và người ấy nghĩ, đây là những con bò. Chư Tỷ kheo, cũng vậy, ở đây có việc cần phải làm và ta nghĩ, đây là những pháp. 211 Chư tỷ kheo, ta phát tâm dũng mãnh, tinh tấn, không có tiêu cực, niệm không tán loạn, được an trú, tâm được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Chư tỷ kheo, ta ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Diệt tâm và tứ, ta chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, ly hỷ trú xã, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, tai chứng và trú thiền thứ ba, xã lạc xã khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, tai chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. 212. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng trí. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, ba mươi đời bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ này. Tại chỗ này, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ này, ta được sanh ra ở đây. Như vậy ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Chưa tỷ kheo, trong đêm canh đầu ta chứng được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Trong khi ta sống không phóng dật nhiệt tâm, tinh cần. 213 với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy ta dẫn tâm hướng tâm đến sanh tử trí về chúng sanh ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và sự chết của chúng sanh ta tuệ tri rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thô xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý, phỉ bán các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ bán các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, cõi trời, cõi đời này. Như vậy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta tuệ tri rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Chư tỷ kheo, trong đêm canh giữa, ta chứng được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng xanh. Trong khi ta sống không phóng vật, nhiệt tâm, tinh cần. 214 Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Ta thắng tri như thật, đây là khổ. Thắng tri như thật, đây là nguyên nhân của khổ thắng tri như thật đây là khổ diệt thắng tri như thật đây là con đường đưa đến khổ diệt thắng tri như thật đây là những lậu hoặc thắng tri như thật đây là nguyên nhân các lậu hoặc thắng tri như thật đây là các lậu hoặc diệt thắng tri như thật đây là con đường đưa đến các lậu hoặc diệt nhờ biết như vậy giờ thấy như vậy tâm của ta thoát khỏi dục lậu thoát khỏi hữu lậu thoát khỏi vô minh lậu đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết. Ta đã giải thoát. Ta đã thắng tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Chư tỷ Kheo, đó là minh thứ ba, ta đã chứng được cuối đêm canh thứ ba, vô minh được đoạn trừ, minh sanh khởi, bóng tối được đoạn trừ, ánh sáng sanh khởi. Trong khi ta sống không phóng vật, nhiệt tâm, tinh cần, 215 Chư tỷ kheo, giống như trong một khu rừng trậm trạp có một hồ nước lớn thâm sâu và một đàn nai lớn sống gần một bên. Có một người đến, không muốn chúng được lợi ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn. Nếu có con đường nào được yên ổn, được an toàn, đưa đến hoan hỷ, người ấy sẽ chặn đóng con đường này lại, sẽ mở con đường nguy hiểm, sẽ đặt con mồi đực, sẽ đặt con mồi cái. Chư tỷ kheo, như vậy sau một thời gian, đàn nai lớn ấy gặp ách nạn và hao mòn dần. Chư tỷ kheo, có một người đến, muốn đàn nai ấy được lợi ích, muốn chúng được hạnh phúc, muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn. Nếu có con đường nào được yên ổn, được an toàn, người ấy sẽ mở con đường này, sẽ đóng con đường nguy hiểm lại, sẽ đem con mồi được đi, sẽ hủy bỏ con mồi cái. Chư tỷ kheo, như vậy đàn nai lớn ấy sau một thời gian sẽ được tăng trưởng hưng thịnh thành mãn chư tỷ kheo ta nói ví dụ ấy để giải thích ý nghĩa như sau chư tỷ kheo hồ nước lớn thâm sâu chỉ cho các dục chư tỷ kheo đàn nai lớn chỉ cho các loài hữu tình chư tỷ kheo con người không muốn chúng được lợi ích không muốn chúng được hạnh phúc không muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn chỉ cho ác ma chư tỷ kheo con đường nguy hiểm chỉ cho con đường tà đạo có tám ngành tức là tà tri kiến tà tư duy tà ngữ tà nghiệp tà mạng tà tinh tấn tà niệm tà định chư tỷ kheo con mồi đực chỉ cho hỷ và tham chư tỷ kheo con mọi cái chỉ cho vô minh chư tỷ kheo con người muốn chúng được lợi ích muốn chúng được hạnh phúc muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn chỉ cho như lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Con đường yên ổn, an toàn, đưa đến hoan hỷ chỉ cho con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chư tỷ kheo, như vậy ta mở con đường yên ổn, an toàn, đưa đến hoan hỷ. Ta đóng con đường nguy hiểm, ta mang đi con mồi đực, ta hủy bỏ con mồi cái. Chư tỷ kheo, những gì vị đạo sư cần phải làm cho các đệ tử vì lòng thương tưởng họ, những điều ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng các người. Chưa tỷ Kheo, đây là các gốc cây, đây là các chỗ trống. Hãy thiền định, chớ có phóng vật chớ có hối tiếc về sau Đó là lời giáo huấn của ta. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ Kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời dạy của Thế Tôn.